Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc lá nhập lậu dịp đầu năm mới, Tổng cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá lậu và xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Ngay sau khi Nghị định 98/NĐ-CP có hiệu lực, lực lượng chức năng trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm tra và xử phạt hàng trăm cửa hàng, tiệm tạp hóa có hành vi buôn bán, kinh doanh thuốc lá lậu. Trong đó, nhiều cửa hàng, tiệm tạp hóa mặc dù chỉ bán với số lượng một vài bao, nhưng vẫn bị xử phạt nghiêm từ 1 đến 3 triệu đồng. Việc xử phạt mạnh tay cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc truy quét từng bao thuốc lá nhập lậu trên thị trường. Thì sau khi cái Nghị định 98 ra đời, cái chế tài xử phạt trong lĩnh vực này cao hơn thì chắc chắn rằng là cái sự răn đe sẽ lớn hơn rất nhiều. Thì từ cái sự răn đe đó thì tôi kỳ vọng là cái việc trong thời gian tới thì cái việc nhập khẩu, nhập lậu thuốc lá này sẽ giảm đi. Tôi tin là như vậy và góp phần vào cái việc là thực hiện tốt cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Tại Long An, các đội đã tổ chức ra quân kiểm tra hàng loạt các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn và xử phạt với bất kỳ hành vi buôn bán thuốc lá lậu nào, dù là một bao. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã ra quân kiểm tra, thu giữ gần 460.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Cục Quản lý Thị trường sẽ chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kiểm tra cơ sở đã ký kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tái phạm. Trong khi đó, tại Bình Phước, lực lượng quản lý thị trường cũng đã quyết liệt ra quân kiểm tra các hộ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Ngay trong đợt đầu ra quân, lực lượng này đã kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh. Trong số đó, một số cơ sở đã chấp hành theo quy định của nhà nước không bán thuốc lá lậu. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp vi phạm dù không công khai như trước đây. Thời điểm cuối năm 2020 và cũng như là trước trong sau Tết cũng đã sắp đến, thì lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường kiểm tra, xử lý chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả nói chung và lĩnh vực cấm thuốc lá điếu nhập lậu để đưa cái hoạt động kinh doanh của cái lĩnh vực này vào khuôn khổ quy định pháp luật và đảm bảo các cơ sở kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Có thể thấy với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2021, thuốc lá lậu trên thị trường nội địa giảm đáng kể. Tuy nhiên vẫn không được chủ quan. Tổng cục Quản lý Thị trường cho rằng lực lượng chức năng vẫn cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.